Chứ không phải cút lộn nhá. Đi hai hàng ở đấy xem là có hàng nào bán trứng cũ cút không. Bảo là cô có bán trứng cút không? Cút thường ấy, không phải cút lộn đâu nhá. Đưa cho mẹ cái ví ở kia. Nếu mà cửa hàng bên này không có thì con sang cửa hàng bên kia nhá. Con bảo là nếu con sang cửa hàng rẻ trước, xong là con không có thì con sang cửa hàng kia. 100.000 luôn, con lại mất. Bao tiền đưa cho mẹ. Không, cầm 100.000 đi là mất đấy. Đưa cho mẹ 50. 20. Ừ. Đấy hai tờ. Thêm 50.000, à 20.000 đó. Đấy, xong rồi bà là cho con mua tầm chục quả. Hoặc là 20 quả đi. 20 quả đi con ạ. Cút thường nhá, phải cút lộn đâu. Biết chưa, nhớ chưa cái gì đâu. Đúng rồi, quả trứng cút nhỏ nhỏ ấy. Nhớ chưa? Cầm tiền chắc nào cho vào túi quần đi, không lại rơi như hôm nọ nào. Cho vào túi quần đi. Đi luôn đi nhanh, về mình nấu cơm. Này em Xu ăn nhanh lên để con đi học con. Con biết rồi. Con thức con biết rồi nhưng mà con thức để mẹ nhắc thôi. Vâng. Đi nhanh để về tắm đi con.